bản tin mới nhất trong ngày có những mẫu xe mới về phục vụ cho toàn thể tất cả các cô chú anh chị. Xin mời cô chú anh chị xem tiếp. Trần Anh vừa về một mẫu Hyundai hàng nhập nè, 2011 Accent nha bà con nha. Form dáng của em Accent nước sơn trắng nè. Máy 1.4 được cái nhập khẩu. Đèn trước là đèn cái heo, đèn liếc hết nguyên bản nha anh em. Em này đăng kiểm đến tháng 5 2025. Sơn xi chất nùi rồi. Nói chung là chất sơn rin còn chạy cản trước, chạy qua chạy chùa thời gian nó dập thuốc rồi. Sơn rin cũng còn khá là nhiều. Nói chung cũng được đâu đó nằm tầm 60%. Chủ nhà là dán toàn bộ hệ thống pin cách nhiệt. Đây là mâm đúc nguyên bản của dòng Hyundai nè bà con. Bốn cái vỏ chủ nhà thay mới 80% luôn. Mẫu này tích hợp thì xi nhan trên gương chiếu hậu nha. Được cái form đẹp anh em. Kính phía sau là kính của Corian hết toàn bộ. 60 Đồng Nai 02801 nha bà con. Cản sau có sân dầm. Đây là thùng mình hai bên vẫn có chất sân rin nè. Đây là cửa vẫn có chất sân rin nha bà con nè. Bốn kính cửa tắp bi nè. Chỉnh điện hết toàn bộ hệ thống keo chỉ của em, nó là chỉ đôi nè. Chỉ đôi là nguyên bản hết. Chủ nhà kỹ người ta dán di lông đỡ trời. Ghế ở trong là sạch sẽ nè anh em. Đó, 5 chỗ ngồi rộng rãi cho anh em. Dàn trần thì dàn trần rin hết toàn bộ nha. Máy lạnh đang mở luôn. Mở phát lạnh ngắt anh em. Đây bên đây chúng ta sẽ có hệ thống lóc kính, lóc cửa nè. Hệ thống gương chỉnh điện. Keo chỉ em này nguyên bản 100%, được cái xe liền không cấn lỗi đâu. Đây là vô lăng. Vô lăng tích hợp nguyên bản của dòng Hyundai. Đi được 205.000. Ở đây nó có hơi bị mờ đây một tí xíu. Đây nè. Cái này anh chị biết sao nó chóc lớp da, do chủ nhà người ta cứ để tay vậy nè. Cái tật xấu nhất của tài xế là chạy, là chạy trên một cái xe mà để tay vậy. Để hai cái bàn tay cứ ve mà. Nó ve riết rồi thì núi kèn sông mòn thôi. Anh chị thấy không? Cứ ve vậy nè. Nó cái tật rất là xấu của tài xế. Chân anh thì thật sự nhìn cái này là cho anh không hết thích rồi. Cứ để vậy ve vậy thì ai mà chịu nổi. Đây nè, 200 mấy nghìn. Máy số em này thì riêng lắm. Đây bà con, trang bị màn hình điện roi. Em này sở hữu cho em là 5 cấp số nha bà con. Trang bị cùng điều hòa cơ. Bên đây chúng ta sẽ có túi khí e băng nè. Nói chung đèn đuốc ở trên là sáng trưng. Cái này cháy bố rồi. Cháy rồi anh em. Đó, để thay đi. Được cái nội thất đẹp sạch sẽ lắm. Nhưng xe liền. Xe liền anh em nha. Cực kỳ là sạch sẽ và liền lạc đến đây là sử dụng luôn. Xe này là không cứng lỗi nha. Nói chung mẫu này là tán nó carbon còn chưa mở nữa mà. Giá 240 mẫu này nha cô chú anh chị. 240 và con vui cho anh cho bớt cho 10 còn 230. Đây anh em nè, tán nó carbon nè, chưa mở luôn nè. Hai bên kèo cột em đây là nguyên si hết nha bà con. Keo chỉ là nguyên bản nè, không có lông pha lỗi lầm nè. Nó sạch sẽ đi đôi hệ thống đèn rin. Mặt nắp đầu ron cam cò người ta có canh chỉnh nè. Vì sao cái này chạy thời gian nó bị ngấm nhớt á. Ngấm nhớt ron đầu là bắt đầu người ta thay ron thôi. Đó, người ta có thay ron. Còn phía dưới ốc tán của nó là còn nguyên bản hết mà con chưa có dấu hiệu mở. Cái này là két nước, là két nước rời hết toàn bộ đây anh chị. Két nước là mét. Đây là chúng ta sẽ có một cái thăm nước của dàn két nước đây. Nè, ống của em nó là nguyên si, không có dấu hiệu là thay ống, là ống rin nha. Em này xài hệ thống toàn bộ ga điện. Ga điện sẽ đi đôi với hệ thống bướm ga nè. Xài bếp full hết toàn bộ. Trang bị là có ABS luôn anh em. Xe là không có tí đồ hơi nha anh em nha. Anh em hỏi Trần Anh đó, cái mẫu cái mẫu Hyundai này IC nằm đâu? Nó nằm trong đây nè. Mở bốn ốc rồi ra. Trong đây có bốn cái IC và bốn cái Kebori. Được cho anh em. Nó liền lẹt sạch sẽ lắm. Này người ta cũng thay mới. Thay một cụm dầu côn thay mới, dầu côn và dầu thắng. Hay là cụm heo. Người ta thay mới tinh anh chị thấy không? Ở đời này người ta về người ta tu bổ thêm lặt vặt thì về anh em khỏi phải làm nữa. Nó vậy thôi. Giờ cái xe nó ok rồi. Lấy về là chạy. Còn xương đầu là nguyên si, không có dấu hiệu đâm pha lỗi lầm đâu. Trên chiếc xe thôi nha anh em. Anh em thấy coi clip cho anh sướng không? Coi clip Trần Anh là xe tới đâu là mình nói rõ, nói thẳng như vậy với khách hàng luôn, và hướng dẫn cho khách hàng cái cách mà bảo dưỡng cái xe, hướng dẫn cho khách hàng mà cái cách mà biết về cái xe nó cứng lỗi hoặc là máy làm chưa là Trần Anh hướng dẫn hết. Đó, chỗ khác người ta đâu có chỉ cho anh em vậy đâu, đúng không? Chỗ khác người ta chỉ có quay thôi chứ người ta không có chỉ mình những cái chi tiết đi sâu vào trong cái phần khoang máy,
Đây, có cả miếng dê đầy đủ nha. Cốp trong đẹp lắm nè. Keo chỉ ở trong cốp. Riêng chỉ của Hyundai á, từ lời hàng nhập là chỉ đôi. Anh em nhớ nha. Là chỉ đôi nè anh chị không? Ở trường anh gọi là chỉ tách rời, chỉ đôi hết toàn bộ nha anh em. Cốp sạch sẽ rộng rãi. Đây nè anh em. Cốp đẹp không? Không có dấu hiệu là mục mọ ở dưới phần cốp nha anh em. Xe này cũng hỗ trợ góp cho anh em 30 triệu luôn. Được chưa? 235 hỗ trợ anh em góp từ 30 đến 35 triệu. Không lãi suất. Góp qua bên Trần Anh là không có lãi suất đâu, cho nên bà con có bán yên tâm. Gầm bọc ở dưới nè. Gầm là bao đẹp. Không có một tí một bọt ở dưới phần gầm nha anh em. Đó, anh em phải gầm không? Và cái thứ hai nè, anh em coi cái phần bọng dè nè. Bọng dè là cái guồng keo của nó còn nguyên si nè. Đó, chứng tỏ là sao? Xe này nó không có bị mục gầm. Chạy 200 ngàn với đời 2011 thì đúng rồi đó. Chứ không có hệ đồng hồ đâu. Chuẩn luôn. Rồi anh em là thích mẫu này alo cho Trần Anh Ô Tô nha. Chào anh em nha.